câu hỏi thêm một chút. Là có truyền sư nói là của Đức Phật thì khi từng ngày vô tứ thiền rồi qua tâm minh, thì bây giờ có những truyền sư người ta nói cái cõi tâm minh không chỉ cần cái cõi thứ ba thôi, mà hai cái cõi không còn cần thiết nữa, có đúng không? Cái cõi nào mà không cần thiết? Cái cõi mà biết cái đồng quá khứ của mình, cái cõi biết cái tâm thứ của người khác, hai cái cõi đó đúc mạng minh đó là hai cái cõi đó không cần thiết, mà chỉ cần cái cõi là tâm minh thôi. Anh thôi nói như vậy không đúng. Bởi vì tam minh nó thuộc về một cái nhóm của nó, cái hệ. Khi mà con biết lậu tận minh là có lậu con biết lậu tận minh này phải có túc mạng minh, thiên nhãn minh. Mà con có túc mạng minh thì con phải có thiên nhãn minh, lậu tận minh, không thể nào mà nói là không cần. Nói chung là mình đâu có cần ba cái thứ này, nhưng mà tại vì nó có, nó có chứ mình không cần. Tại vì khi mình nhập tứ thiền thì cái thức quẩn của mình á, cái thức quẩn của mình nó hoạt động, thì mình sử dụng nó để cho mình nó không còn không gian và thời gian đó, thì nó có cái túc mạng minh, thiên nhãn minh, đầu tận minh, tại nó có. Thì nó có chứ việc có nhiều sách vở, có nhiều vị thiền sư họ nói là nếu mà có hai mấy cái tận đó, hoặc là những cái thành túc thông này, hay là các thành thông này nữa, thì phải tu cái tứ thiền ngũ sắc, hoặc là tu thêm ca chi lá nữa thì không cần thiết đâu. Nó cái đó nó không cần thiết đâu. Từ cái chỗ tứ thiền là nó có tứ thần túc rồi, thì có định ý túc, nó muốn nhập định nào nó vẫn tác ý vô nó nhập. À, những cái câu mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là những câu tác ý này. Ví dụ như nó diệt tầm tứ nhập nhị thiền, thì cái câu tác ý chứ không phải là chúng ta nói gì mà chúng ta nhập được đâu. Là câu tác ý đó của tứ thần túc, của định ý túc á, mình tác ý ngay đó là nó vô. Cái câu đó là câu tác ý cái trạch pháp đó. Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ bảy cái năng lực của giác chi, thì cái trạch pháp giác chi nó thực hiện ra đó. Cho nên cái câu mà nó diệt tâm tứ nhập nhị thiền, ly hỷ trú xả nhập tâm thiền, đó là cái câu tác ý, chứ không phải là cái câu đó là cái câu nói để mà chúng ta tu tập, mà cái câu tác ý để cho cái thần túc định, thần túc nó giúp chúng ta đi vào cái câu tác ý cho đúng cái ý của nó, nó là cái chỗ đó. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta hiểu, còn cái định mà vô sắc nó không có cần thiết. Bởi vì trước kia Đức Phật đã nhập các định vô sắc, tới phi tưởng xứ mà Đức Phật bỏ, nó không có giải thoát được. Chỉ cần ở tam thiền đi vào tam minh thôi, mà tứ thiền thôi. Mà tứ thiền thì tam minh nó có. Bởi vì mình nhập tứ thiền được thì mình có tứ thần túc rồi. Mà có tứ thần túc thì có tệ như yếu túc rồi. Mà tệ như yếu túc là tam minh, đúng không? Cho nên vì vậy mình đâu có cần tu gì đâu nữa. Cho nên đâu phải cần đi qua bên kia mới có đâu. Nó đã có sẵn rồi. Từ cái tứ niệm xứ á, nó thực hiện ra cái tứ thần túc. Cho nên tứ niệm xứ nó có tứ thần túc thì đâu còn cần tu pháp nào khác nữa. Cho nên cái chánh niệm nó đi qua chánh định. Vì vậy mà định thì nó có tự tuệ, cho nên tuệ không cần học. Cái tam minh đâu có cần học tu nữa. Có cái định á, cái lớp mà chánh định á, chỉ có mình nhập vô thôi, là mình dùng định thần túc mình nhập. Mà chỉ có cái khó từ cái chánh kiến cho đến chánh niệm á, nó khó là tại vì nó phải tu thật nhiều. Còn cái tới chánh định á, thì tại vì nó có tứ thần túc rồi, chúng ta chỉ nhập vô rồi chúng ta thực hiện tam minh, nó không có khó. Cho nên cái tệ đâu có cần, tại vì định nó có tệ, còn giới nó mới có định. Giới là do chỗ ly dục ly ái pháp mà nó có định. Cho nên chúng ta thấy hiểu con đường của đạo Phật, nó giới sinh định, định sinh tệ. Không, cho nên vì vậy đó, mình chỉ cần đi tới tứ thiền là mình đã có đủ tam minh rồi đó. Còn lục thông, ở trong tam minh nó đủ lục thông ở trong đó. Mình khỏi cần có học lục tâm gì hết, mà trong đó thực hiện cái nào nó là cái này, lục tâm nó có hết, là đủ. Coi như là tam minh là nó có đủ lục tâm. Còn cái người mà tu thiền ngoại đạo, nó có ngũ thông chứ nó không có lục tâm. Bởi cái lậu tận thông nó không có. Còn cái này nó có lậu tận minh, nó có cái lậu tận thông. Bởi vì lậu tận minh là nó phải có cái lậu tận thông, không hiểu không? Cho nên bên đạo Phật nó có lục thông, mà ngoại đạo nó có ngũ thông chứ nó không có lục thông. Vì nó lậu tận nó không có. Nếu trong trường hợp về nhị thiền nói là mình tu tập vô tầm còn ngũ tứ, còn cái mới là vô tầm ngũ tứ, như vậy là nhưng vậy cũng cả là nhị thiền thôi ha. Có người người ta chia cái đó làm hai rồi nó thành ngũ thiền, như vậy là đúng hay không? À không phải, không phải vậy. À có vô mà cái nhị thiền thì nó diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ, cái tầm tứ đó nó sẽ nằm ở trong cái sắc quẩn của chúng ta. Nó sắc quẩn, cho nên mình diệt tầm tứ tức là mình dừng lại cái sắc quẩn, không có hoạt động.
thôi vậy thôi. Mà nó diệt tầm tứ là nó dừng lại cái sắc quẩn để nó thực hiện qua cái tưởng quẩn, cái tưởng quẩn của nó. Đó là một cái đúng. Bạch thầy, trong cái tạng kinh Abhidhamma của Nam Tông á, thì người ta kết tập là chẳng hạn như là tu cái thiền chỉ, người ta nghĩ cái thiền chỉ á, tức là cái thiền sắc nhớ đó, là người ta nghĩ sai, nghĩ sai cái chỗ là không phải đúng vào đi vào cái lộ trình tứ niệm xứ, mà người ta tu cái thiền sắc giới á, thì khi tu xong sắc giới thì qua tu thiền vô sắc giới. À, họ cho cái thiền sắc giới là thấp hơn, rồi mới tìm vô sắc giới mới là cao hơn, rồi lúc đó mới là tu mới đi đến niết bàn, mới vào niết bàn, mới hiện tam minh đó. Là đưa bốn cái thiền sắc của Phật, của ngoại đạo đưa vào, đưa vào. Cho nên bây giờ các quý vị ta này nghĩ tu cái thiền sắc giới á, là cần phải tu cái những cái đề mục chẳng hạn như là đất, đề mục nước, gió hoặc lửa hoặc là ánh sáng, màu sắc. Đó là đi vào cái thiền gọi là sắc giới. Sắc giới lấy sắc à? Dạ, đó. Để mà cho nên người ta nghĩ cái là sắc giới. Nhưng mà không ngờ đó, là vì Đức Phật sử dụng gọi là cái thiền sắc giới là bốn thiền đó, gọi là thiền hữu sắc lắm. Không ngờ là hữu sắc là tại vì người ta dùng cái ý thức người ta tu, tức là từ cái bát chánh đạo chúng ta thấy cái thiền đó xác định chỗ chánh định đó là bốn thiền, tứ thánh định đó là bốn thiền, chứ đâu có nói xác định là tứ không định đâu, không có xác định cái đó. Mà Đức Phật xác bốn định đó là bốn thiền, cái chánh định đó là bốn thiền. Như vậy từ cái chánh niệm là tức là tứ niệm xứ đó, chúng ta đi vào chánh định thì khi sung mãn tứ niệm xứ thì mới thực hiện được chánh định. Thì chúng ta đâu còn lấy sắc lấy gì đâu, mà chúng ta chỉ sử dụng nó bằng định thần túc. Lấy cái định thần túc mà chúng ta, cái định lực, cái đạo lực của chúng ta do cái định mà chúng ta nhập vào cái bốn thiền này, chứ đâu có còn mà lấy sắc, lấy hình sắc này kia mà tu cái sắc này đâu. Nhưng mà nó hoàn toàn bằng cái ý thức tác ý của chúng ta không à, tác ý của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái lộ trình Đức Phật mà cái bát chánh đạo nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Còn thêm vào những cái định mà vô sắc đó thì nó sai mất rồi, không đúng. Mà bây giờ các thầy tổ bây giờ người ta không hiểu, tu không chứng, người ta mới kết hợp, người ta thấy có cái định hữu sắc và cái định vô sắc, người ta kết hợp, cho nên người ta coi cái định vô sắc nó cao hơn. Mà do nên cứ đi vào cái chỗ này, cuối cùng thì Đức Phật đã ném bỏ nó rồi, mà bây giờ còn kết nó vô thì các gì đó quá sai rồi, không hiểu. Mà bây giờ làm sao, mà họ đã kết hợp tinh sách như vậy rồi thì bắt đầu làm sao, mình chỉ còn có tu chứng mình trả lời, chứ không cách nào khác thôi. Kính bạch thầy, coi như là bây giờ bên Miến Điện á, là người ta tu theo cái một số cái trường thiền nổi tiếng nhất của Miến Điện bây giờ là người ta tu định hữu sắc và sắc giới, rồi tu xong rồi người ta thấy chẳng được gì hết, ta nhập vào định tưởng hết. Người ta lấy định tướng, màu sắc trắng của định tướng người ta tu, tu người ta nhập vào định tưởng xong rồi cái người ta nói không giải thoát gì hết, nhập bốn thiền mà không thấy gì hết. Thì bắt đầu người ta nói vậy là còn thiếu, bây giờ phải tu vô sắc. Rồi có nhiều người họ nhập vô sắc rồi họ tu rồi họ nói cũng không được gì hết, thôi bây giờ quay lại thì quán, thì quán là quán đại minh sát tệ, quán tới quán lui chập rồi cũng không, không có gì tới đâu, không làm chủ được gì, cứ lần hoàng mà chấp giá thôi, mà cuối cùng thì nó không đạt được gì hết. Còn bây giờ ở đây chúng ta sẽ biết là khi chúng ta viên mãn tứ niệm xứ thì nó có định thần túc, tức là bảy năng lực của giác chi nó xuất hiện ở tại tứ niệm xứ. Cho nên trong kinh Phật xác định là tứ niệm xứ là thực phẩm của bảy giác chi. Rõ ràng mà trong lời kinh Đức Phật đã xác định mà bảy giác chi là năng lực của tứ thần túc, cái năng lực của tứ thần túc nó bốn thần túc đó. Cho nên do cái sự tu tập của những cái bài kinh Phật xác định được cái điều này, cho nên người nào mà thêm phát bậy bạ là người đó sao? Không có đúng, không có đúng. Cho nên đọc qua cái Đạo Đế thì chúng ta thấy cái chân lý của Đạo Đế là cái chương trình giáo dục đào tạo rồi. Thì cho nên Đức Phật sắp xếp thứ lớp ở trên những cái từ chánh kiến cho đến chánh niệm, mà sung mãn được chánh niệm, tức là sung mãn tứ niệm xứ, thì nó sẽ có bảy năng lực của giác chi. Bảy năng lực giác chi tức là tứ thần túc, mà tứ thần túc thì mới bước qua, có tứ thần túc rồi mới bước qua chánh định, mà chánh định thì bốn thiền, cho nên chúng ta mới nhập định, chúng ta mới làm chủ được sự sống chết. Ngay cả chúng ta tu tứ niệm xứ thôi, tâm chúng ta tu cái định vô lậu thôi, chúng ta đã thấy cái tri kiến chúng ta giải thoát, không ác pháp nào tác động được làm cho nó phiền não trong tâm nó được hết rồi, không? Rồi chúng ta tập chánh niệm tỉnh thức rồi, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phá cái hồn trầm thì niên đó, chúng ta đạt được, mà chúng ta làm chủ được cái bệnh nữa rồi.
thấy không, làm chủ được cái tâm, làm chủ bệnh, làm chủ được đời sống rồi, còn chỉ có chút xíu là chúng ta cần phải nhập định để mà chúng ta tịnh chỉ được hơi thở mà thôi, mà chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ được hơi thở. Cho nên bốn cái sự đau khổ của kiếp người chúng ta đã làm chủ ngay từ cái định tứ thiền, mà chúng ta tịnh chỉ hơi thở, chúng ta nhập tứ thiền và chúng ta làm chủ đủ rồi. Cho nên tâm minh chúng ta đâu có cần, đâu có cần đâu, mà thiền vô sắc chúng ta đã hữu, vô sắc chúng ta đâu có cần nhập cái đó, nó cần tí gì đâu, nó có tịnh chỉ được hơi thở đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy có cái tứ thiền chúng ta phải nhập thôi. Mà bây giờ muốn nhập tứ thiền thì chúng ta phải có cái gì chúng ta nhập, mà có thì chúng ta nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tới tứ thiền quá dễ rồi, đâu có nhập được tứ thiền thì mấy cái thiền kia là đổ bỏ chúng ta chứ có gì nữa, đâu có có. Nó cần thiết là chúng ta nhập tứ thiền được để tịnh chỉ hơi thở này, để chúng ta làm chủ cái chế chúng ta. Mà hễ mà nhập được tứ thiền mà tịnh chỉ hơi thở thì nó có tâm minh. Bây giờ nó tôi không muốn nó cũng có, tại anh nhập được cái đó thì anh phải có thôi. Cho nên vì vậy mà nó tôi không cần đạo tâm minh đâu, nó anh không cần, tại anh, ai biểu anh nhập chi tứ thiền, anh không cần nó, anh đừng có nhập tứ thiền, anh nhập tứ thiền đó. Mà có tâm minh thì là tịnh minh nó đã thông suốt rồi, thì làm sao còn mặc tái sinh luân hồi thì nhập niết bàn luôn đó. Không hiểu gì, mình tu hành mình muốn nó cũng không được. Bây giờ thầy dạy các con tu định vô lậu này, các con dùng cái tri kiến mấy con triển khai nó, mấy con hiểu được nhân quả, mấy con hiểu các pháp vô thường như thật rồi. Bây giờ biểu tôi giận tôi cũng không giận được, tôi thấy nó như thật mà tôi đâu có làm sao tôi giận được. Thôi ơi, cho nên thầy triển khai cho mấy con thấy như thật, hiểu như thật. Do đó bây giờ ai chửi mấy con không giận tôi, bởi vì tôi thấy như vậy mà tôi giận là tôi ngu quá vậy, cho nên cuối cùng mới không giận. Bây giờ muốn giận cũng không được nữa, mới muốn giận nó cũng không giận nữa, tại vì mấy con hiểu rồi. Thôi cho nên bây giờ nó tôi nhập tứ thiền thôi, tôi làm chủ hơi thở rồi, tôi không muốn tâm minh. Anh không muốn nhưng mà anh nhập tứ thiền anh phải có tâm minh, anh không muốn làm sao không có, nhưng mà đừng có lấy nó mà đi ra mà biểu diễn cái trò ảo thuật thì thầy không đồng ý đâu. Chứ thầy biết mấy con tu tới đây là mấy con sẽ có đó, nhưng mà mấy con đừng có lấy cái đó mà đi ra mà bay trời ngồi cho họ coi chơi đó thì không có được. Ngồi xếp bàn mà bay qua bay lại chứ trở trắng bàn đó thì thôi chắc chết thiên hạ. Họ nói ông này ông thật rồi đó mấy con, cái đó không được, đừng có làm vậy. Mà làm vậy thì thầy không chấp nhận, coi như là thầy không chấp nhận đệ tử của tu viện đâu. Thầy thật sự mà đó là ngoại đạo ở đâu, ở bên Tây Tạng nó qua nó biểu diễn nó chứ đây không có cái thứ đó đâu. Thầy nói thiệt là thầy sẽ tuyên bố mấy con làm cái điều đó, thầy nói đây không có đệ tử đây đâu, tại cái ông này mạo nhận nó ở đây, chứ sự thật đây không có dạy cái điều đó. Ở đâu bên Tây Tạng nó qua đó, ở bên đó nó dạy thần thông đó, còn đây không có dạy. Thầy từ chối liền á, thầy không có chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà thầy biết là mấy thầy hướng dẫn mấy con sẽ tu, bởi vì muốn không muốn mấy con cũng có chứ không phải không, đó là cái chắc chắn như vậy thôi đó. Thì tôi bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng ta sẽ nghỉ. Nhưng mà phải thứ hai nha, đáng thầy tới cái lớp mà thầy chứng niệm tỉnh giác này là cái lớp khó rồi nha, chứ không phải dễ đâu.